Thưa quý vị, thời gian gần đây, lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia York Don, khu rừng nguyên sinh lớn nhất nước, thường xuyên phát hiện các loại bẫy thú rừng. Hàng nghìn chiếc bẫy được phát hiện chỉ trong thời gian ngắn. Bẫy được đặt theo từng cụm, ngụy trang tinh vi dưới đất, phía trên phủ lớp lá khô để bẫy lợn rừng, chồn khỉ. Việc đặt bẫy này gây nguy hiểm cho cả lực lượng tuần tra và những người dân khác. Dù lực lượng kiểm lâm đã thường xuyên tuyên truyền, vận động, song vẫn còn một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ, thường xuyên bẫy thú, bán cho các đối tượng chuyên kinh doanh động vật hoang dã.